Vừa qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Trong đó có nhiều cán bộ trung ương như ông Trịnh Đình Dũng vi phạm khi giữ cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Tiến Dũng vi phạm khi giữ cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nhiều nguyên lãnh đạo hoặc đương chức cũng bị khởi tố trước Tết năm 2024 như ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, vân vân. Nhận thông tin nhiều quan chức bị xử lý trước thềm năm mới 2024 khiến không ít người xôn xao. Có người đặt dấu hỏi liệu lò chống tham nhũng liên tục đốt có khiến cán bộ lãnh đạo e dè, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm hay không? Chia sẻ tại cuộc họp báo hồi tháng 1 năm 2024 vừa qua, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thừa nhận ở một số nơi, một số cán bộ có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm. Tâm lý này xuất hiện nhiều sau đại dịch Covid-19. Thời gian qua, nhiều cán bộ lãnh đạo bị khởi tố, bị xử lý kỷ luật, vân vân. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ. Tỉnh đã nhận diện vấn đề này và luôn đưa ra các cuộc họp để làm công tác tư tưởng cho họ. Bởi Đảng, Nhà nước luôn có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám hành động vì lợi ích chung. Để thay đổi nhận thức trong cán bộ lãnh đạo thực thi công quyền, cần có thời gian, song phải có hiệu quả, bởi bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ thuộc thẩm quyền nếu để lâu ngày sẽ bị nặng, gây ách tắc trì trệ nhiều việc, ảnh hưởng đến cả hệ thống. Thực tế là tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm này đã từng xảy ra tới mức báo động. Do đó, vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 280 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan và địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân tại các bộ, cơ quan, địa phương và của cán bộ công chức. Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo và điều hành. Chưa hết, hồi tháng 9 năm 2023, Chính phủ còn ban hành Nghị định số 73/2023 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhiều lần nhấn mạnh đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí, chùn bước, sợ sai, không dám làm của cán bộ đảng viên mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên để cho người khác làm. Điều này dễ nhận diện khi soi chiếu vào đại án tham nhũng liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, khiến hàng loạt quan chức nhúng chàm vì đã nhận tiền lại quả, tiền phần trăm, vân vân. Thế nhưng có duy nhất một cán bộ nói không với hoa hồng, thậm chí vị này còn cảnh tỉnh thuộc cấp là không nhận quà của Việt Á, đó là ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh. Trường hợp của cựu giám đốc CDC Bình Dương đã khẳng định khó khăn không chùn bước, tiền bạc không thể lung lay, họ chấp nhận làm sai vì nhân dân và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình, chứ không phải là sợ sai mà không dám làm, khư bảo vệ chiếc ghế quyền lực của mình. Họ cũng không bị mờ mắt trước đồng tiền, vì tiền mà đạp trên nỗi đau sự sống của người dân. Qua các sự việc trên, ta thấy rằng Đảng, Nhà nước luôn kiên định với cuộc chiến chống tham nhũng, loại bỏ những người tư lợi cá nhân, bỏ qua lợi ích của nhà nước, nhân dân. Song song với cuộc chiến chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước luôn có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì nhân dân. Trong một xã hội dân chủ, sự can đảm và trách nhiệm của cán bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích và sự phục vụ cho dân cư. Một điều đáng khen ngợi là khi cán bộ dám làm sai vì dân, tức là họ dám đưa ra những quyết định và hành động mà có thể phản ánh mong muốn và lợi ích của người dân. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và phát triển. Vào tháng 1 năm 2004, ông Trần Đức Quận, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam khi mở rộng điều tra sai phạm liên quan đến siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ông Trần Đức Quận bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau đó ít ngày, vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, tại Hội nghị Trung ương bất thường, Ban chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Đức Quận. Một trường hợp khác ở Lâm Đồng là ông Trần Văn Hiệp. Ông này bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ đảng. Hai trường hợp cán bộ lãnh đạo khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương chức là ông Nguyễn Thanh Bình bị bắt khi đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Ông Đỗ Thắng Hải bị bắt khi đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, cũng bị Ban Bí thư khai trừ đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội 13, có trường hợp ông Phạm Xuân Thăng bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đảng đối với ông Thăng bằng hình thức khai trừ. Một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định 22 QĐ-TVK vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán. Không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian qua, nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sau khi bị khởi tố đã bị cơ quan có thẩm quyền của Đảng xem xét thi hành kỷ luật ngay, không phải chờ bản án của tòa hay đến giai đoạn truy tố. Ngoài trường hợp Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 tới nay đã có 6 trường hợp từng là Ủy viên Trung ương Đảng vướng lao lý. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Các bị can này bị bắt tạm giam cùng về tội nhận hối lộ. Được thành lập từ năm 2004 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch. Công ty có quy mô vừa phải, hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện. Đến năm 2014, lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng. Năm 2015, công ty Phúc Sơn vươn mình mạnh mẽ, nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Thời điểm này, công ty Phúc Sơn tăng vốn điều lệ lên cao gấp hơn 12 lần, từ 129,7 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn sau, có thời điểm công ty này có vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Quá trình vươn mình mạnh mẽ, công ty Phúc Sơn thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hectare, chủ yếu ở Vĩnh Phúc và Nha Trang. Cụ thể tại Vĩnh Phúc, công ty Phúc Sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Tường với quy mô 130 hectare, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên. Tại Khánh Hòa, công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang được xây dựng trên khu đất sân bay Nha Trang cũ. Trong quá trình hoạt động, công ty Phúc Sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật. Xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra xác định công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế. Với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, công ty Phúc Sơn đã bán thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Do đó, vào ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu. Chiều ngày 2 tháng 3, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô là người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời về kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua vụ việc trên còn cho thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Công ty Phúc Sơn. Trung tướng Tô Ân Xô nêu, công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động. Người phát ngôn Bộ Công an còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ, năng lực mức độ của công ty rất vừa phải nhưng chúng thầu dự án hàng nghìn tỷ đồng, trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế. Nêu thực tế, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Phúc Sơn mới học xong lớp 4, Trung tướng Tô Ân Xô lưu ý, nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nhà nước. Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can và đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ. Các bị can Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Trong số 9 bị can, các ông Hà Hoàng Việt Phương là trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các đơn vị liên quan. Hiện C03 đang làm rõ hành vi của các bị can và mở rộng điều tra, áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là tiến sĩ kinh tế. Giai đoạn trước năm 2013, ông Thành là cán bộ cấp cơ sở, sau đó giữ các chức vụ như Cục Phó Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư huyện ủy Lập Thạch. Tháng 12 năm 2023, ông Thành được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 7 năm 2020, tại hội nghị lần thứ 33 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối tháng 10 năm 2020, ông Lê Duy Thành được giới thiệu và bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với tỷ lệ 100%, 47/47 số phiếu đồng ý.